Hello mọi người, đây là mình đây. Thì như đã nói, mình sẽ review ngay và luôn em Blu-ray này sau khi unboxing ra manga đấy. Thì đầu tiên sẽ là phần quà tặng của em nó. Quà tặng của em nó thì gồm một cái kẹt bò gốc bằng nhựa nha mọi người, khá là xinh đấy, xinh quá mọi người ơi. Và một cái bookmark này như vậy nha, này ngang cái bìa luôn đó, mọi người cực kỳ xinh luôn, trời ơi đẹp trai vậy. Bookmark thì có hai mặt nha mọi người. Tại sao mình lại không vẽ sớm hơn chứ? Ok, nói chung thì mình chưa đọc qua bộ này, nhưng mà phải nói là cái biển chuyện này quá đẹp, thật sự quá chất lượng mọi người. Đây nhé, đây chính là khuôn bìa của Blu-ray nha, khá là xinh xắn luôn. Thì cái bìa này khá là chất lượng nha mọi người, đẹp. Chất lượng của bìa rất là dày nha, khá là không mỏng mà cũng không quá dày, nhưng cảm giác cầm rất là sướng tay nha. Bìa thì được in nhẵn nha mọi người, chỉ có phần tiêu đề được in nổi lên và bóng ngay cán bóng nha, mình rất thích kiểu như vậy, thật sự nó rất là nổi. Cái phần ảnh bìa thì nó được cán nhẵn không bóng, nhưng tới cái phần tiêu đề này là bóng lên thì khá là hút mắt người nhìn, đặc biệt là cái tông của nó khá là đẹp, màu xanh đó mọi người. Phần tiêu đề của gái chuyện cũng được in bóng và nổi luôn nha mọi người, kèm số 1 nữa. Ok, bên trong thì khá là trắng luôn, trời ơi nó đẹp gì đâu mọi người, cái bìa thật sự quá đẹp. Đi giá 48.000 thì thật sự siêu xịn luôn. Tiếp theo thật sự không có cái gì để chê cái quyển truyện này cả, thật sự thì phải nói là giấy siêu đỉnh luôn mọi người à. Lần đầu tiên mình thấy quyển truyện của ngày xưa bạn trẻ mà sở hữu loại giấy xịn như thế này, cảm giác như đang cầm một quyển IBM vậy mọi người, xịn hơn cái IBM mà bằng chung luôn ấy, cái này là giấy gì nữa. Chắc có lẽ để mình tìm hiểu rồi mình sẽ ghi dưới phần tiêu đề nha mọi người, nhưng mà nói chung là giấy này có thể sánh ngang với giấy của Limited luôn á, có điều không bằng Limited thôi, nhưng mà sờ đã hơn Limited nha. Limited thì là giấy để in màu, giấy phót mình không nói rồi, nhưng mà giấy này cực kỳ nhẵn luôn mọi người à, mọi người phải sờ mọi người mới hiểu được. Về in thì phải nói là in quá đẹp luôn, một phần cũng tại chuyện, cái ạc của chuyện quá đẹp, phần gáy chuyện thì không bị xước keo gì luôn á mọi người, không biết là mình may mắn hay là tại chuyện nào cũng vậy, không hề bị xước keo luôn nha. Phần bìa trong thì là một món chuyện nhỏ thôi, bìa trong là một món chuyện nhỏ nha mọi người. Ad thì phải nói là siêu đỉnh, để mình quay cho mọi người coi cái ad của bộ này đây nha, đây là ad của Lucrio nha, trời ơi đẹp quá mọi người, thật sự là quá đẹp luôn. Đó là một họa sĩ vẽ manga mà vẽ về một bộ truyện của họa sĩ nữa thì chắc vẽ cũng phải đỉnh lắm. Này mọi người nhìn cảnh này, trời ơi nó chi tiết, đổ bóng, từ đổ bóng đến nét mặt đến cơ thể, chi tiết và dần dần quá cảnh này thật sự phải nói là
quá đẹp. Nội dung thì mình chưa có đọc, nhưng dạ thì phải nói là chấm 10 điểm luôn á mọi người. Để nhé, để mình phải kỹ lại. Đây là ạt trong ạt nè mọi người. Tranh trong tranh đấy. Thật sự luôn. Ngạc phải nói là quá đẹp luôn. Không còn gì để chơi cả. Đẹp thật sự mọi người. Cái dây này nó đẹp. Ngọc hay xin biết Blue Brio. Ok. Thì phần gái chuyện thì nó có dính một tí keo thôi nha. Sợ thì mình tổng kết nha, biển này thật sự khá là xứng đáng với giá tiền 48.000. Thật sự lâu lắm rồi mình mới có cảm giác một quyển truyện mà nó vui như thế này luôn mọi người. Kiểu như lần đầu mình mua quyển truyện của IBM thì cầm lên thì chất lượng khá là tốt, nhưng mà nhà xuất bản trẻ thì lại là một trường hợp khác. Tới giờ thì xuất bản trẻ in truyện không được chất lượng lắm, từ phần gạch giấy với giấy chuyện thì nó tầm trung thôi. Nội dung thì luôn khá là người lớn, thì bộ này cũng 16 cộng mọi người, nhưng nó không người lớn lắm. Mình nghĩ bộ này những xuất bản trẻ muốn đem cái này chủ đạo luôn á mọi người. Mình thật sự thích những xuất bản trẻ nha, khá là quà tặng thì ok, ít khi có bản đặc biệt cái limited, đặc biệt là in cực kỳ nhiều không sợ bị cháy hàng luôn. Thật sự thì đều quá đẹp, một đẹp quá tuyệt luôn, và wow, trang truyện đỉnh quá. Mình nghĩ đây sẽ là một bộ khá là hot trong thời gian sắp tới, và mình mong mọi người cũng mua cho mình một cuốn đi để hãy trải nghiệm cảm giác của mình. Ok, video đây là kết thúc nha. Hẹn mọi người giờ video review One Piece Limited 99 lần sau. Thì mình đang kiếm người bắt lại nè. Kiếm được người bắt mình sẽ quay điện luôn. Ok, bye mọi người.